bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Làm thế nào để dứt trừ phiền não? Bồ Tát thấy chúng sinh trong tam giới đều mắc chứng bệnh phiền não của tam độc, tham, sân, si, nên phải chịu đựng đủ thứ khổ não, thiêu đốt, bức bách, triền miên. Trên lý thuyết thì người xuất gia tu đạo không nên có phiền não. Thế nhưng thực tế thì nhiều người vẫn còn vô số phiền não. Vì sao? Vì tâm họ không thanh tịnh, họ cứ thấy cái này không được, cái kia không đúng. Nào là người này có sai lầm, kẻ kia có khuyết điểm. Nói tóm lại, họ bị rất nhiều phiền não bùa vây, khiến cho thân tâm họ không tự tại, thanh thản. Các bạn ngẫm lại xem, người nào cũng có phiền não của người ấy, từ ông tổng thống cho đến kẻ hành khất, ai ai cũng có những buồn phiền, đau khổ riêng cả. Những vị nguyên thủ của các quốc gia trên thế giới thì hôm nay ưu tư vận nước, ngày mai lo nghĩ chuyện dân, họ có rất nhiều chuyện bận tâm phiền lòng. Còn những người hành khất đi ăn xin mà gặp khi người ta không muốn bố thí thì họ cũng có thể tức giận sanh phiền não vậy. Nếu muốn không còn phiền não thì chỉ có một biện pháp duy nhất là cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. Nghĩa là siêng tu giới định huệ, dứt bỏ tham sân si. Khi việc tu hành được viên mãn thì tự nhiên không còn sanh khởi phiền não nữa. Chính vì những chúng sanh mắc bệnh tam độc, bệnh phiền não mà chư Bồ Tát đã phát tâm từ bi rộng lớn, phổ biến phương pháp đối trị. Đức Phật thuyết giảng 84.000 pháp môn là để đối trị 84.000 chứng bệnh phiền não của chúng sinh. Đó chính là 84.000 toa thuốc có công năng xoa dịu và trị lành mọi bệnh khổ của chúng sinh. Tuy nhiên, nếu chỉ nghiên cứu toa thuốc mà không uống thuốc thì không có lợi ích gì cả. Cho nên, người học Phật Pháp cần phải có công phu tín, giải, hành, chứng thì mới có thể thành tựu được. Ha ha ha,